Quang Hải bực tức đá vào thùng nước khi không được huấn luyện viên Truce cho vào sân trong trận lượt đi vòng 2 vòng loại World Cup 2026 tại sân vận động Mỹ Đình. Không được ra sân thi đấu một giây phút nào, nhưng tiền vệ Quang Hải vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong trận thua của đội tuyển Việt Nam trước tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình vào đêm ngày 26 tháng 3. Bởi lẽ tài năng của Quang Hải là không cần bàn cãi. Phong độ của anh ở V-League vẫn đang là top đầu trong số các cầu thủ nội. Thế nhưng huấn luyện viên Truce vẫn cất Quang Hải trên băng ghế dự bị một cách đầy khó hiểu. Vào phút 59 của trận đấu khi Văn Toàn và Tấn Tài được tung vào sân để thay Xuân Mạnh và Tiến Linh, cầu thủ Quang Hải đã tỏ ra buồn rầu sau khi biết mình không được vào sân. Bởi đây là sự thay đổi người thứ 5 và cũng là lượt thay đổi cuối cùng của đội tuyển Việt Nam. Quang Hải thậm chí còn tỏ vẻ tức giận bằng hành động đá thẳng vào thùng nước trong khu kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam. Sau đó Quang Hải đã không giữ được cảm xúc và rớt nước mắt trong sự tiếc nuối. Đây có lẽ là sự thất vọng lớn nhất của Quang Hải, bởi nó đồng nghĩa với việc anh đã hết cơ hội vào sân dù chỉ một phút ngắn ngủi. Tương tự trong trận đấu của đội tuyển Indonesia vào ngày 21 tháng 3, Quang Hải cũng không được sử dụng một phút nào. Thậm chí anh còn mừng hụt vì tưởng được vào sân ở hiệp 2, nhưng thực ra người được chọn lại là Văn Toàn. Có thể nói ông Truce liên tục tạo sự bất ngờ cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam về cách dùng người. Trong đó việc sử dụng Quang Hải là một ví dụ điển hình. Hình ảnh Quang Hải trầm ngâm, chực khóc trên ghế dự bị đã khiến không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy chạnh lòng và tiếc nuối cho cầu thủ tài năng này, và cũng tiếc nuối cho đội tuyển Việt Nam khi chịu thất bại với 3 bàn không gỡ trên sân nhà sau 20 năm.